phố Hải Phòng. Xin được nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí hội viên hội truyền thống ngành doanh trại Hải quân có mặt ngày hôm nay. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, gần xa vẫn nhớ, xin đừng quên nhau. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong niềm vui phấn khởi, các hội viên hội truyền thống ngành doanh trại Hải quân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại có dịp tề tựu về đây ôn lại ký ức một thời đã qua thật gần gũi, thật thân thương và ấm tình đồng đội. Rất vinh dự cho câu lạc bộ Hương Điển chúng tôi hôm nay được mang lời ca tiếng hát của mình về đây phục vụ hội nghị. Lời đầu tiên, thay mặt cho anh chị em trong câu lạc bộ Hương Điển, Thanh Hoa xin được gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị thành công rực rỡ. Chúng ta là những cựu chiến binh, đội ngũ hôm nay vẫn trùng trùng điệp điệp. Xưa khắp chiến trường cầm súng đi đánh giặc, nay trở về xây dựng lại quê hương. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời các đồng chí cùng đến với ca khúc Hành khúc Hội cựu chiến binh Việt Nam, nhạc và lời Thanh Bằng do tập thể nam nữ câu lạc bộ Hương Điển thể hiện. Kính mời các đồng chí cùng thưởng thức.